để biến không đồng thành 10 tỷ mà chỉ trong xa lý nghĩ ra được đầu tiên chúng ta lấy 500 triệu đi xa trung tâm đi xa thật xa mua một miếng đất quăng đó tỷ suất lợi nhuận của đất dùng gian luôn cao hơn tỷ suất lợi nhuận của đất thành phố chúng ta mua đó và chờ nó tăng lên 1 tỷ à thì bắt đầu chúng ta bán đi chúng ta lại đi xa hơn tí nữa chúng ta mua hai miếng ừ lúc này hai miếng đất của chúng ta tăng lên 2 tỷ thì chúng ta bán đi chúng ta mua thành bốn miếng a à, khi bốn miếng đất lên 4 tỷ thì chúng ta lại bán đi chúng ta mua thành 8 miếng cứ thế lập vòng lập vòng chúng ta quay trở lại thành phố chúng ta mua được miếng đất ưng ý của chúng ta à 500 triệu lấy đâu hả 500 triệu cách để kiếm 500 triệu thay vì vay ngân hàng chúng ta sẽ phải trả lãi đúng không không, chúng ta không vay ngân hàng. Chúng ta vay của ông bà già chúng ta. À, ba mẹ cho con mượn 500 triệu con đầu tư kinh doanh. Ừ. Khi chúng ta làm được phi vụ thứ nhất, ông bà già chúng ta sẽ cảm thấy tin tưởng chúng ta còn nhiều lúc mà bồi đắp đưa tiền chúng ta nữa. Còn cái trường hợp mà đầu tư mua đất dính quy hoạch đi ha mà lỡ ông bà già có đòi tiền chúng ta. Chúng ta vẫn phải trả. Nhưng Tiền của chúng ta đầu tư ngoài đất hết rồi. Lấy tiền đâu mà trả. Chúng ta lấy đứa con của chúng ta ra. À, ông ngoại, ông nội, bà nội, bà ngoại. Cháu đó bữa giờ lấy tiền tửa đèn tả hết trơn. Rồi. Bây giờ ông nội, bà nội, ông ngoại, ngoại lấy đi. Nè, đem cháu về nuôi đi. Chứ con không có tiền. Lúc đó, ba mẹ, ông bà già của chúng ta. Ê, đâu có nói được nói anh à, nó đưa con nó trả lấy gì nói không dám đòi tiền chúng ta cứ như vậy là chúng ta sẽ thành tỷ phú và cách này sẽ rất tốn thời gian thậm chí cả thập kỷ nhưng nó an toàn